nhảy đâu, hôm nay trận nào ông nhảy cũng li anh ạ. Chẳng có gì. Đùa. Một thằng ở à, có thằng nhảy em nghe rồi. Một team ở xe trong. Xe đấy có người nha, xe đấy có 2 3 thằng ấy. Một team ở xe trong rồi. Được rồi. Chỉ còn 2 thằng thôi anh. Anh biết anh đang chơi cùng lại rồi. Anh gạt rồi. Em gạt rồi. Đấy. Anh gạt cho em ấy chứ ai đâu. Đấy. Cũng được ăn mạng rồi. Có súng không cho anh xin khẩu nào? Em có mỗi cây M16 thôi. Nó dã anh à? Ơ, căng thật sự nhỉ? Ủa? Ừ. Ơ. Tớ thích Trang à? Trong nhà này, trong nhà này. Anh nghe thấy rồi. Không có súng. Thích Trang không có súng thì bắn sao? Cái đệt thằng lính dạ. Thằng lính thằng em làm chỉ tưởng là thằng địch xong chỉ quay bên chỉ bắn. Ôi chỉ bắn em á. Ừ. Em nhảy từ cửa sổ vào linh đúng không? Em nhảy từ cửa sổ. Anh ơi. Ơi cho mình nước đi anh Nam, cho máu đi anh Nam. Ở đây. Đây. Ôi được rồi, để anh chạy qua cái nhà ly anh lúc đâu không chưa có qua đây không. Thôi em giữ để em bắn cho ăn nhiều kill đi. Hài lắm. Em đã mạnh rồi. Rệt. Em cứ bị mạnh thôi. Em cứ bị mạnh đi. Tí là anh ơi, mạng em lắc. Mà em đưa cảm ứng. Em đen quá. Thì lúc nào mày Nam, mày đang cà khịa thích hay mày đang cà khịa anh rồi. Anh nghe có mùi cà khịa anh lắm đây này, đậu không? Mùi này là hơi bị ừ, em mạnh. Đang nói xích anh, nếu anh cảm thấy anh nhận được cái đèn thằng linh nó chạy sau mà lô khua hết máu của mình. Anh chạy sau em chứ, anh sang bên phải thì em có phải lách sang bên trái đúng không gì. Ai vào nhà này trước em không biết, nhưng mà nhà có tên anh không, có tên Tuấn Đất xe trong đấy không. Thôi đi. Ok anh ơi, chắc là bán ngốc, bán tự tử vì đam mê ăn quê đa đấy đúng không. Phát trưởng đang tập huấn bố mẹ ganh thì làm quả bom đi.
Đằng sau. Đằng sau bắn đúng như kiểu vỡ được ấy, đậu phộng. Mẹ vì chán chê trong đấy ra không bắn. Nó ở đâu? Nó ở đâu? Nó ở trong khu đúng rồi, cạnh con xe mà vừa anh em mình nhìn thấy. Bắn lại không ăn được mạng anh em ạ, không ăn được một mạng nào ạ, em được mỗi mạng trong một đám gọi là lâu trâu này. Xe của mình đâu? Xe của mình đang ở cửa kho. Đấy. À như nó bảo tường ha. Enemies ahead. Bắn đấy. Không, trong đây còn nhiều xe lắm. Kiên. Bo chuẩn bị vào. Nó, mình nhiều máu mà. Hay chị ơi. Nó ở đâu ấy? Nó ở đâu? Trên nhà. Nhà 2 tầng, một bên nhà 3 tầng ấy. Biết không? Em biết cái nhà đấy rồi, em nhìn thấy nó rồi. Đây này, nhà này này. Đậu ở trên mảnh đất đúng không? Enemies ahead. Đấy, nhà đấy. Anh sẽ thực hiện cú đẩy nhá. Bạn đang đẩy. Đi lên. Đây này, bọn mình có xe. Chơi luôn, chơi đi. Đấy này, đi. Đợi anh. Ui giời ơi. Đẩy nó ra đúng không? Dạ. Yeah. Không còn. Ôi. Anh cứ bắt. Nhà đôi. Mọi người cứ xử lý bọn kia đi. Để. Anh sống rồi. Để mình vào nhà đôi luôn nhá. Chơi thằng này nó đấy. Thôi. Kìa, ngoài nhà kìa. Không sao kìa. Đệ tử của anh đến cái là mọi thứ dẹp loạn ngay. Trên đồi kia kìa, đồi. Hello. Kia. Wow. Đề. Vãi thật, thấy quả mượt vãi. Clear. Em ăn hết. Là 4. Mọi. Em mệt mỏi, Linh có Linh ạ. Em thấy mượt lắm anh. Còn muốn táp lên trời đấy anh em ạ. Quả bo chỗ này. Mình thấy quả em mãi chưa. Tuấn đang làm ngoài bo không có chơi kìa. Nhàn quá mà. Nhàn quá. Đây, để em cho quả sớm bốc nha. Chuyên nghiệp tí. Ô, ở đây vừa có cái ấy mà ta. Iku. Ok anh Bảo ơi. Ôi, gửi xích ly nước đủ thuốc. Cảm ơn anh Dũng nhá. Thank you anh. Cảm ơn anh Dũng nhiều. Chuẩn bị 500k sắp. Một lửa chặng đường của 1 triệu sắp à? Nà ní. Em sắp được 500k sắp rồi anh ạ. Không tầm dớ kia. Em chỉ còn đâu đó hơn 400.000 sắp nữa thôi đã được 500. Ai nổi. Đông. Em phải nói em còn đâu đó sắp xỉ 500 cá sắp nữa là đúng em rồi. Có người không? Trường học dễ có người nhỉ? Bo ở đây. Mày sắp là thanh cánh kim cương. Em được một kim cương. Kim cương 10 triệu. Kim cương hơn ruby đúng không? Đúng rồi, ruby. Còn ruby nữa. Ruby là 50 triệu. Ruby có ai có Ruby chứ? Rồi, một YouTuber về game nổi tiếng nhất trên thế giới đây. PewDie hay Ruby ơi. Có người. Có. Ôi. Vào nhà bên nhà. Định hướng bạn ấy mà không hướng kịp. Trên tầng. Đánh à, anh biết bạn ấy ở đâu. Đừng qua em.
đổ xe anh ơi. Không sát được mình đâu. Trời ơi, Ruby con từ new. Con bia rồi. Bia. À, thấy. Đâu anh ơi. Enemies ahead. Enemies ahead. Enemies ahead. Chỗ nào vậy? Enemies ahead. Enemies ahead. À, đây rồi. Ui, tao. Một thằng này. Đây, em không thể mốc đâu. Nóc một rồi. Này cứu thì cứu nhá, anh không cứu Nam đâu, đâu khỏi anh sợ lắm. Dây Nam như dây bị chết hết đâu hả? Em đấy. Địch mạnh. Vừa thấy cái nó bắn ngay. Còn mỗi thằng nói rồi à? Em nóc một hình như chỉ có hai thôi. Thế có ai cứu không ấy? Con thở mốc ra làm cho đùa. Nóc tiếp. Nó bắn em ở đâu? Nó bắn em ở trên đồi, trên đồi. Đấy là nó vẫn đang bắn kìa. Anh thấy rồi, anh chết liền. Em chưa thấy, em chưa thấy. Rồi, anh lên cao rồi. À đây rồi, anh nhìn rồi. Chết luôn. Kinh dị vậy. Nóc thêm nữa rồi, nóc thêm một bàn nữa. Cái đệt, Nam ơi là Nam. Một viên. Một viên ở đâu? Một viên ở đâu? Một viên chứ cả một. Không, à. Một viên là chết. Sờ mốc, sờ mốc. Sau cây. Enemy's ahead. Đây. Đúng cây đấy có con thằng. Thằng đấy em đốc rồi mà. À rồi. Một viên. Một viên ốp rồi. Nó chết rồi anh ơi. Đủ lắm rồi. Rồi sao? Ủa? Ô, thế còn mỗi con này thôi à? Ủa? Dễ vậy. Rồi. Rồi chỉ đứng đây thôi. Chẳng làm gì anh em ạ. Ăn kèo rồi. Chán quá. Mọi người bảo ông Tuấn nhanh chín thì cơ đấy. Nhà ông phớt à. Nhà nó chắc.